Kính chào quý phụ huynh và kem học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và kem sẽ cùng nhau chữa quyển Chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn kem thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 24 Cuộc sống đô thị Phần A, kiến thức trọng tâm Thứ nhất, luyện tập về dấu ngoặc kép Mở rộng vốn từ về đô thị Thứ hai, phân biệt chữ chờ hoặc chờ Vần ít hoặc vần ích Dựa vào phần kiến thức trọng tâm này thì cô và Kem sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi của phần B bài tập. Với phần B bài tập của tuần 24 thì chúng ta sẽ có tất cả 16 câu hỏi. Từ câu số 1 đến câu số 4 thuộc mức 1, từ câu số 5 đến câu 11 thuộc mức 2 và từ câu 12 đến câu 16 thuộc mức 3. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi ở mức 1, từ câu số 1 đến câu số 4 như sau. Câu 1. Sự vật nào bắt đầu bằng chữ chờ hoặc chờ có nghĩa là con rắn lớn không có nọc độc. Đáp án A, chăn. Đáp án B, chăn. Đáp án C, chanh. Và đáp án D, chanh. Với câu hỏi số 1 thì em sẽ thấy rằng sự vật bắt đầu bằng chữ chờ có nghĩa là con rắn lớn, không có đọc độc, đó là con chăn. Vậy đáp án đúng trong câu số 1 là đáp án A. Câu 2, có mấy từ ngữ viết đúng chính tả trong các từ dưới đây? Thít thú, mịch mù, phích cắm, tích tắp, quả mít, tối mịch, quyển lịch và khúc khích. Đáp án A 2 từ, đáp án B 3 từ, đáp án C 4 từ và đáp án D 5 từ. Với câu số 2 thì các em sẽ quan sát các từ ngữ phía bên trên thì sẽ có những từ viết sai chính tả như sau. Đầu tiên là từ thít thú, từ này thì viết sai chính tả tiếng đầu tiên. Tiếng đầu tiên của từ này chúng ta sẽ không sử dụng vần ít mà chúng ta sẽ sử dụng vần ít. Và từ đúng phải là từ thích thú chứ không phải thích thú. Từ thứ hai là từ mịch mù. Từ mịch mù thì viết sai chính tả tiếng đầu tiên. Trong đó, tiếng đầu tiên chúng ta sẽ không sử dụng vần ít mà sẽ sử dụng vần ít. Và từ đúng phải là từ mịt mù chứ không phải mịch mù. Từ phích cắm viết đúng chính tả từ tích tắp viết sai chính tả. Trong đó tiếng đầu tiên của từ này chúng ta sẽ không sử dụng vần x mà chúng ta sẽ sử dụng vần ít. Và từ đúng phải là từ tích tắp chứ không phải tích tắp. Từ quả mít viết đúng chính tả. Từ tối mịch viết sai chính tả. Trong đó tiếng thứ hai của từ này chúng ta sẽ không sử dụng vần x mà sẽ sử dụng vần ít. Và từ đúng phải là tối mịt chứ không phải tối mịch. Từ quyển lịch viết đúng chính tả. Từ khúc khích viết đúng chính tả. Như vậy thì trong các từ ngữ này kem sẽ thấy rằng có 4 từ ngữ viết sai chính tả. Còn lại thì 4 từ ngữ sẽ viết đúng chính tả. Vậy thì kem sẽ chọn đáp án C. Đó là có 4 từ ngữ viết đúng chính tả trong các từ ở phía bên trên. Câu 3. Sự vật nào dưới đây thường thấy ở đô thị? Kem quan sát đáp án A là hình một đống rơm. Đáp án B là hình những cây cà chua. Đáp án C là hình công viên. Và đáp án D là hình những chú gà. Với câu số 3 thì các em sẽ thấy những sự vật như đống rơm, những cây trồng hoặc là những chú gà thì sẽ thường thấy ở nông thôn. Còn chỉ có sự vật là công viên vui chơi thì sẽ thường thấy ở đô thị. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án C trong câu số 3. Câu 4. Dấu câu cần điền và bông hoa trong câu văn dưới đây là Hường thích thú reo lên A. Hà Nội đẹp quá Đáp án A, dấu gạch ngang và dấu chấm. Đáp án B, dấu ngoặc kép. Đáp án C, dấu ngoặc kép và dấu chấm. Và đáp án D, dấu gạch ngang. Với câu số 4 thì các em sẽ thấy ở trong câu văn A, Hà Nội đẹp quá. Đây là một câu lời nói trực tiếp của nhân vật, đó là nhân vật Hương. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ cần phải sử dụng dấu ngoặc kép với tác dụng dùng để đánh dấu một câu ghi lại lời nói của nhân vật. Vậy đáp án đúng của câu số 4 là đáp án B, dấu ngoặc kép. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi của mức 2 từ câu số 5 đến câu 11. Câu 5, dòng nào dưới đây không phải là tác dụng của dấu ngoặc kép? Đáp án A, đánh dấu lời nói của nhân vật. Đáp án B, đánh dấu phần trích dẫn nguyên văn. Đáp án C, đánh dấu suy nghĩ của nhân vật. Và đáp án D, đánh dấu mở đầu một đoạn văn. Với câu số 5 thì dựa vào kiến thức mà Kem đã học về tác dụng của dấu ngoặc kép, Kem sẽ thấy rằng các tác dụng A, B và D thì đều là tác dụng của dấu ngoặc kép. Đó là đánh dấu lời nói của nhân vật, đánh dấu phần trích dẫn nguyên văn và đánh dấu suy nghĩ của nhân vật. Chỉ có đánh dấu mở đầu một đoạn văn thì không phải tác dụng của dấu ngoặc kép. Như vậy thì Kem sẽ chọn đáp án D trong câu số 5. Đây không phải tác dụng của dấu ngoặc kép. Câu 6. Nhận xét nào dưới đây đúng khi nói về đô thị và nông thôn? Đáp án A là nơi có không khí rất trong lành Đáp án B tất cả đặc điểm đều giống nhau Đáp án C có các đặc điểm trái ngược nhau Và đáp án D là nơi có không khí rất ô nhiễm Với câu số 6 thì Kem sẽ thấy nhận xét đúng khi nói về đô thị và nông thôn Đó là có các đặc điểm trái ngược nhau Chẳng hạn như ở đô thị thì sẽ ồn ào Còn ở nông thôn thì yên tĩnh hoặc là ở đô thị thì sẽ ô nhiễm hơn, còn ở nông thôn thì sẽ trong lành hơn. Như vậy thì ở câu số 6 các em sẽ chọn đáp án C, đó là đô thị và nông thôn thì sẽ có các đặc điểm trái ngược nhau. Câu 7, câu văn nào dưới đây chỉ đặc điểm về đô thị? Đáp án A: Dầu tan tầm phố xá tấp nập, ai cũng hối hả trở về nhà. Đáp án B: Không khí trong lành bao trùm quanh ngôi làng nhỏ. Đáp án C: những con đường rộng rãi, thưa thớt người đi lại Và đáp án D Cả cánh đồng thơm mùi lúa chín Với câu hỏi số 7 thì Kem sẽ thấy câu văn chỉ đặc điểm về đô thị Đó là giờ tan tầm, phố xá tấp nập, ai cũng hối hả trở về nhà Còn lại các ý B, C và D thì sẽ thường không nói về đặc điểm của đô thị Mà sẽ nói về đặc điểm của nông thôn Vậy Kem sẽ chọn đáp án A trong câu số 7 Câu 8 dấu ngoặc kép trong câu văn nào dưới đây có tác dụng đánh dấu câu được trích dẫn nguyên văn đáp án a tôi nhớ như in lời kể của bà hai chấm mở ngoặc kép quê mình còn nghèo lắm con ạ à. chấm đóng ngoặc kép chấm đáp án b tôi thơ thẩn nghĩ về bà hai chấm mở ngoặc kép không biết ở quê bà đang làm gì nhỉ chấm hỏi đóng ngoặc kép chấm Đáp án C, tôi ngạc nhiên hai chấm một kép. Ở thành phố có rất nhiều ô tô và xe máy ư? chấm hỏi đóng ngoặc kép chấm. Và đáp án D, cả B và C đều đúng. Với câu số 8 thì các em sẽ quan sát ở ý A. Tôi nhớ như in lời kể của bà, quê mình còn nhiều lắm con ạ. À. Đây là một câu dấu ngoặc kép được sử dụng với tác dụng đó là đánh dấu câu được trích dẫn nguyên văn. Trong đó thì đã trích dẫn lời nói của bà. Đó là quê mình còn nghèo lắm con ạ. À. Còn ở ý B thì dấu ngoặc kép sẽ có tác dụng đó là đánh dấu suy nghĩ của nhân vật, đó là của nhân vật tôi, nhân vật tôi đang nghĩ về bà. Đáp án C, dấu ngoặc kép ở đây được sử dụng với tác dụng đó là đánh dấu lời nói của nhân vật, đó là nhân vật tôi khi nhân vật tôi nói ở thành phố có rất nhiều ô tô và xe máy ư. Như vậy thì trong bốn đáp án này, các em sẽ thấy rằng có đáp án A thì dấu kép sẽ có tác dụng để đánh dấu câu được trích dẫn nguyên văn. Vậy kem sẽ khoanh tròn đáp án A trong câu 8. Câu 9. Đoạn văn sau thiếu mấy dấu câu. Trong những dấu câu còn thiếu đó có mấy dấu ngoặc kép. Sáng nay, Đan thấy một món quà trong phòng. Đan thầm nghĩ, không biết ai đã tặng cho mình món quà này nhỉ. Đan vội chạy xuống hỏi mẹ. Mẹ ơi, ai đã tặng con món quà xinh xắn trên bàn thế ạ? À? Đoạn văn trích trong bài đọc Một món quà của tác giả Uyển Ly. Đáp án A: thiếu hai dấu câu, trong đó có hai dấu ngoặc kép. Đáp án B: thiếu hai dấu câu, trong đó có một dấu ngoặc kép. Đáp án C: thiếu ba dấu câu, trong đó có hai dấu ngoặc kép. Và đáp án D: thiếu ba dấu câu, trong đó có một dấu ngoặc kép. Với câu số 9 thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn này sẽ có những dấu câu còn thiếu như sau. Câu đầu tiên Sáng nay, Dan thấy một món quà trong phòng. Câu văn này thì không thiếu dấu câu. Câu số 2, Dan thầm nghĩ, không biết ai đã tặng cho mình món quà này nhỉ. Trong câu này thì đang sử dụng thiếu dấu ngoặc kép. Dấu ngoặc kép ở đây được sử dụng để đánh dấu suy nghĩ của nhân vật Dan khi Dan thầm nghĩ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc kép. Không biết ai đã tặng cho mình món quà này nhỉ. Ở câu này, đây là một câu hỏi. Vậy thì cuối câu hỏi chúng ta sẽ sử dụng thêm dấu chấm hỏi ở cuối câu. Sau đó thì mới sử dụng dấu ngoặc kép để đóng lại câu. Tiếp theo, Đan vội chạy xuống hỏi mẹ. Mẹ ơi, ai đã tặng con món quà xinh xắn trên bàn thế ạ? Trong câu này thì chúng ta sẽ cần sử dụng dấu gạch ngang ở đầu câu để đánh dấu lời nói của nhân vật. Vậy thì ở trong câu số 9 này thì chúng ta sẽ thiếu tất cả ba dấu câu. Đó là dấu ngoặc kép, dấu chấm hỏi và dấu gạch ngang. Vậy thì Kem sẽ chọn đáp án D, đó là thiếu ba dấu câu trong đó có một dấu ngoặc kép. Câu 10, dòng nào đã viết lại đúng câu văn sau? Hương kể, Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa đấy. Đáp án A. Hương kể rằng Đà Lạt là thành phố ngàn hoa. Đáp án B. Hương kể Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa đấy. Đáp án C, Hương kể rằng Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Và đáp án D, Hương kể Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa đấy. Với câu số 10 thì chúng ta có thể viết lại câu văn này bằng cách đó là chúng ta sẽ bỏ dấu gạch ngang và sau đó thì viết liền với câu ở phía bên trên sử dụng dấu ngoặc kép. Thì chúng ta sẽ được một câu đó là Hương kể hai chấm ngoặc kép Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa đấy, chấm than, đóng ngoặc kép, chấm. Chúng ta sẽ có một dấu chấm để kết thúc toàn bộ câu này. Như vậy đáp án đúng trong câu số 10 là đáp án D. Kem sẽ khoanh trò đáp án D trong câu 10. Câu 11. Đoạn thơ dưới đây nói đến địa điểm nào? Ở ngay giữa phố xá, bao nhiêu người qua lại, bên cạnh khu thương mại, bé nhỏ thường ghé thăm. Đoạn thơ theo tác giả Mai Thùy. Đáp án A khu vui chơi, đáp án B nhà cao tầng, đáp án C ngã tư đường phố và đáp án D trung tâm thương mại. Với câu 11 các em sẽ quan sát đoạn thơ. Đoạn thơ này thì các em sẽ thấy rằng nói về một địa điểm mà ở ngay giữa phố xá có rất nhiều người qua lại và ở cạnh khu thương mại thì có các bé nhỏ thường ghé thăm thì đó sẽ thường là khu vui chơi, bởi vì các bạn nhỏ thì sẽ thường đến khu vui chơi để chơi. Như vậy thì các em sẽ chọn đáp án A trong câu 11. Đó là khu vui chơi. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang các câu hỏi của mức 3 từ câu 12 đến câu 16. Câu 12, chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh đô thị để làm gì? Đáp án A, để đảm bảo một môi trường sống sạch sẽ. Đáp án B, để giúp đô thị ngày càng phát triển và giàu đẹp. Đáp án C, để xây dựng một không gian sống xanh, sạch, đẹp. Và đáp án D, cả A, B và C đều đúng. Với câu hỏi số 12 thì kem sẽ thấy rằng khi mà chúng ta giữ gìn vệ sinh đô thị thì môi trường sống sẽ sạch sẽ và đô thị sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp. Cùng với đó thì chúng ta cũng có thể xây dựng một không gian sống xanh, sạch, đẹp. Như vậy thì cả ba đáp án A, B và C sẽ đều đúng. Vậy kem sẽ chọn đáp án D trong câu 12. Câu 13. Dòng nào gồm các từ ngữ thích hợp thay thế lần lượt từng bông hoa trong đoạn văn sau? phong cảnh thành phố Hải Phòng thật chấm 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 và chấm chấm chấm. Đặc biệt khi đêm xuống, thành phố càng trở nên chấm 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 và chấm 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 bởi ánh đèn. Những con đường, cây xanh và những ngôi nhà được trang trí rất bắt mắt. Em rất yêu quý nơi đây. Đoạn văn trích trong bài đọc Hải Phòng trong tim của tác giả Thu Giang. Đáp án A tấp nập, phát triển, hiện đại, rực rỡ, Đáp án B, sầm uất, nhộn nhịp, lộng lẫy, rực rỡ. Đáp án C, cổ kính, thơ mộng, đông đúc, sầm uất. Và đáp án D, vắng vẻ, thua thớt, xinh đẹp, thanh bình. Với câu 13 thì chúng ta sẽ thay thế các từ ngữ và bông hoa như sau. Trước tiên câu văn đầu tiên, phong cảnh thành phố Hải Phòng thật chấm chấm và chấm chấm. Với hai bông hoa này thì các em sẽ thấy rằng Thành phố thì sẽ có đặc điểm đó là rất sầm uất và nhộn nhịp. Như vậy thì chúng ta sẽ thay thế từ sầm uất và bông hoa thứ nhất và từ nhộn nhịp và bông hoa thứ hai. Tiếp theo, đặc biệt khi đêm xuống, thành phố càng trở nên chấm 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 và chấm 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 bởi ánh đèn. Vậy khi có ánh đèn thì thành phố sẽ trở nên lộng lẫy và rực rỡ hơn. Vậy thì cô sẽ thay thế từ lộng lẫy ở bông hoa thứ ba và từ rực rỡ ở bông hoa thứ tư. Như vậy thì đáp án đúng. Các từ ngữ thích hợp để thay thế lần lượt từng bông hoa sẽ ở đáp án B: sầm uất, nhộn nhịp, lộng lẫy, rực rỡ. Các em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu 13. Câu 14, em hãy cho biết Hùng và Dũng sống ở đâu? Hùng nói: Nơi mình sống có rất nhiều xe buýt và đèn đường. Dũng nói: Nơi mình sống rất ít những ngôi nhà cao tầng. Đáp án A, Hùng và Dũng đều ở nông thôn. Đáp án B, Hùng ở nông thôn, Dũng ở đô thị. Đáp án C, Hùng và Dũng đều ở đô thị. Và đáp án D, Hùng ở đô thị, Dũng ở nông thôn. Với câu hỏi số 14 thì các em sẽ thấy rằng khi bạn Hùng nói nơi mình sống có rất nhiều xe buýt và đèn đường thì đây là đặc điểm ở đô thị. Đô thị thì sẽ có rất nhiều xe buýt qua lại và đèn đường thì rất sáng. Còn Dũng thì sống ở những nơi rất ít ngôi nhà cao tầng thì đây là ở nông thôn. Vậy đáp án đúng trong câu 14 đó là Hùng ở đô thị còn Dũng ở nông thôn. Vậy Kem sẽ chọn đáp án D trong câu 14. Câu 15. Câu văn dưới đây mắc phải mấy lỗi sai? Bài văn của Chi viết Hạ Long có rất nhiều cảnh đẹp. Đáp án A. hai lỗi sai. Đáp án B. 3 lỗi sai. Đáp án C. 4 lỗi sai. Và đáp án D. 5 lỗi sai. Với câu 15 thì các em sẽ quan sát, câu văn này mắc phải lỗi sai như sau. Thứ nhất, đó là Hạ Long là tên riêng địa danh thì chúng ta sẽ cần phải viết hoa chữ cái đầu tiên của các tiếng. Tiếng Hạ thì các em thấy rằng đã viết hoa chữ h, nhưng tiếng Long thì các em thấy chưa viết hoa chữ l. Như vậy thì đây là lỗi sai thứ nhất. Lỗi sai thứ hai đó là trong câu Hạ Long có rất nhiều cảnh đẹp thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng một dấu chấm để kết thúc câu trước khi đóng ngoặc kép sau đó thì mới sử dụng dấu chấm ở ngoài. Như vậy thì ở trong câu này thì sẽ mắc hai lỗi sai, vậy Kem sẽ chọn đáp án A trong câu 15. Câu 16, có thể thay dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau thành dấu gạch ngang không? Vì sao? Cô giáo ghi vào bài kiểm tra của tôi, hai chấm mở ngoặc kép, bài làm rất tốt, chấm, em cần phát huy nhé, chấm than, đóng ngoặc kép, chấm. Đáp án A có, vì dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu lời nói của nhân vật. Đáp án B không, vì dấu gạch ngang không đánh dấu suy nghĩ của nhân vật. Đáp án C có, vì dấu gạch ngang có tác dụng giống với dấu ngoặc kép. Và đáp án D không, vì dấu gạch ngang không đánh dấu câu được trích dẫn nguyên văn. Với câu hỏi số 16, các em sẽ thấy Trong câu văn, cô giáo khi vào bài kiểm tra của tôi, bài làm rất tốt, em cần phát huy nhé. Thì câu bài làm rất tốt, em cần phát huy nhé là một câu được trích dẫn nguyên văn lại lời nói của cô giáo. Vậy trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không thể thay thế dấu ngoặc kép thành dấu gạch ngang bởi vì dấu gạch ngang thì sẽ không đánh dấu câu được trích dẫn nguyên văn. Nếu như đây là lời nói trực tiếp của cô giáo thì mới có thể sử dụng dấu gạch ngang được, còn câu trích dẫn nguyên văn thì chúng ta sẽ không thể chuyển sang dấu gạch ngang được. Như vậy em sẽ chọn đáp án D trong câu 16. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong tuần số 24, cuộc sống đô thị. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn chinh phục nâng cao tiếng Việt 3 của cuốn sách cánh diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.